Những nụ cười ấy đã làm biến đi những nụ cười hôm ấy đã khiến em buồn lòng đây. Nhưng giờ phải làm sao khi ta vẫn còn đôi môi đắm say. Đây là ngõ thứ mấy của phố Hoàng Nguyên, ở đây là ngõ thứ ba của phố Phạm Dậu. Trời hôm nay rất là lặng thinh, mình sẽ đi về về nơi mà em bình yên nữa đâu. À, em sẽ khác khác hơn trong lòng anh, vì em đâu biết trái tim em đã lỗi thay. Chẳng còn yêu em trong mỗi anh bên cạnh em, mỗi lúc buồn và anh muốn quên đi, quên hết đi bao nhiêu lời thương. Đây có cái lá mít này em này, rất kiểu lá mít luôn. Đấy thì thử thách của mình hôm nay là mình sẽ quay 25 cái video. Mà hiện tại thì giờ mình mới được có 10 cái thôi. Còn 10 cái nữa thì rất là lâu. Là mình sẽ chỉ lang thang ở đây nhé. Rất nhiều quả mít anh em ơi. Rất nhiều quả mít, lá mít luôn. Đấy em nhìn quả mít to, to bự bằng cái đầu mình luôn này. To hơn đầu mình luôn chứ không phải là bé. Đấy. Thì cuộc đời này là những nỗi buồn anh cất giữ mãi trong tim. Và cuộc đời này là điều gì đã khiến em là vội vã bấy lâu. Anh chỉ muốn rằng là nước mắt qua đi thì em cũng hiểu rằng anh đã biết sai, và em sẽ trở về đôi môi vẫn ngờ còn đấy nữa em. Rất nhiều lá và ngoài đã nước mắt trôi đi, và em cũng thôi hiểu rằng đôi môi chúng ta rất là đẹp hồn nhà, rất là đẹp nhà. Đây là quả gì anh ạ? Rất là đẹp luôn nhé. Nhìn cứ như quả cà chua ấy anh em ạ. Đường còn dài, mịt mù trong gai, anh vẫn thấy bóng em lẻ loi. Thì giờ mình cũng đi mãi cũng đã về tới, phải không? Anh cũng biết rằng là nước mắt sẽ trôi, nhưng anh thấu hiểu rằng đôi môi của ta vì em mà lòng này đau nhói, em biết không? Ui, đây là quả ớt anh em ạ, đây là cái ớt anh em nhé. Đây, sau khi mình đi một hồi chín phương 30 hướng thì mình cũng đã sắp tới anh em nhé. Sắp tới vườn nhà bà Hạnh anh em ạ. Đấy, đâu phải đi đến kia, đi qua vườn ngô này thì mới tới được vườn nhà bà Hạnh anh em ạ. Đấy, sau khi mà mình đi tới vườn nhà bà Hạnh thì mình sẽ đi về. Chứ hơi đậu một quay năm. Quay năm gì tốn công sức ra được bao nhiêu tiền đâu. Tháng được 6 triệu mà tiêu thì chưa tiêu đã hết anh em ạ. Rất là buồn luôn. Mình không biết phải làm sao, không biết là phải như nào. Ok anh em, xin chào anh em. Xin chào. Ok anh em.